Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Hôm nay là ngày để con nhận thức được những việc Thiên Chúa đã làm trong cuộc sống thường nhật của con cũng như của mọi người. Lạy Cha, xin cho con đừng rơi vào sai lầm cũ là cứ chăm chăm vào những thiếu sót của mình thay vì biết ơn về những điều mình đang có. Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Con nghĩ về một người nữ gương mẫu sống hạnh phúc giữa những nghịch cảnh. Con xin nhân ngày sống này để cầu nguyện cho người đó, và xin Cha cho con cũng có được đức tin như họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước kém dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con dành ít phút trong thinh lặng để suy ngẫm về ý cầu nguyện của tháng này. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng có những cộng đoàn đã tự nâng đỡ và lưu truyền đức tin cho nhau, bởi thiếu vắng linh mục trong thời gian lâu dài, thậm chí trong cả nhiều thập kỷ. Điều này có được là nhờ vào sự hiện diện mạnh mẽ và quảng đại của những người phụ nữ. Có những người nữ gương mẫu sống sứ mạng này mà con biết được. Con cầu nguyện cho họ và cảm ơn họ vì đời sống chứng nhân đức tin của họ. Lạy Cha, xin cho con có được lòng kính trọng và biết noi theo gương Cha luôn mãi. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Khi đêm về, con hồi tưởng và ngẫm nghĩ về từng khoảnh khắc trong ngày sống hôm nay. Ở con người, những nơi con đến, những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc đó để lại nơi con điều gì? Con đã nhận được những ân huệ đặc biệt nào? Con chú tâm quan sát kỹ những công việc và sự cống hiến của những người mà con gặp, đặc biệt là phụ nữ. Liệu con đã lắng nghe họ? Con có chú ý đến sự hiện diện của họ không? Lạy Cha, xin thứ tha cho con khi con không cư xử với tình yêu thương, và giúp con bắt đầu lại vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.